Xin kính chào các bạn. Hôm nay cô Tèo lại tiếp tục chia sẻ các bạn cách để chúng ta đệm được một bài hát slow rock ở trên đàn organ. Với điệu slow rock thì có rất nhiều mẫu đệm và rất nhiều kiểu đệm. Nhưng trong cái phạm vi clip này, cô Tèo chia sẻ các bạn các cái mẫu đệm thường gặp nhất, dễ tập nhất, dễ ứng dụng vào các bài hát thực tế. Ví dụ như chúng ta đang đi đệm hát, cái ca sĩ người ta lên ta báo bài đó, chúng ta cũng đừng có vội. Chúng ta chọn tiếng, chọn điệu, chọn tempo, chọn tùm lum gì đó. Rồi sau đó chúng ta hãy suy nghĩ chút xíu thôi. Mình nhớ lại coi cái bài này nó thuộc cấu trúc gì để mình chọn mẫu đệm cho nó phù hợp. Thì trong âm nhạc chúng ta có một số cấu trúc thường gặp nhất. Là các bạn nhìn vào cái dòng nhạc nha. Nó có cấu trúc ví dụ như là ba đoạn đi, ba đoạn tái hiện. Ví dụ như đoạn A, rồi tới đoạn B, rồi tới đoạn A phẩy. Hoặc là trong cái đoạn A nè, có đôi lúc nó lặp lại thì nó sẽ có A1 và A2. Sau đó tới đoạn B rồi đoạn A phẩy. Rồi hoặc là một cái kiểu hình thức nữa là hai đoạn đơn. Ví dụ như có hai đoạn thôi, đoạn A và đoạn B thôi. Nhưng mà đoạn A này nó lặp lại A1, A2, đoạn B nó cũng lặp lại luôn B1, B2 luôn. Thì lúc đó chúng ta biết được cái cấu trúc, phân tích được cái cấu trúc thì chúng ta mới chọn được cái mẫu đệm. Thì chúng ta đệm nó mới đạt hiệu quả được các bạn. Chứ chẳng lẽ mình không biết cấu trúc bài đó làm sao, cứ vô là ầm gầm lên, đâu có được các bạn. Chúng ta phải phân tích cấu trúc nó rõ ràng. Rồi ví dụ như ở đoạn A1 và A2, chúng ta chơi cái mẫu đệm cho nó êm dịu, mềm mại, nhẹ nhàng thôi. Bắt đầu qua đoạn B là cao trào nè. Chúng ta chơi cái mẫu tiết tấu gì cho nó sôi nổi lên, đẩy cái đoạn điệp khúc đó cao trào lên. Nếu như mà nó trở về A phẩy, thì chúng ta tiếp tục lấy cái mẫu đệm đoạn A hồi nãy đó, mình rải vô. Hoặc là nếu nó không có đoạn A phẩy mà nó là B1, B2, chúng ta sẽ chơi hai mẫu đệm ở hai đoạn B1, B2 luôn cho nó sôi nổi lên, cao trào lên. Bây giờ chúng ta vào cái mẫu đệm thứ nhất các bạn nhé, ở đoạn A trước nha. Mẫu đệm này rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần chập theo cái điệu slow rock là được, cứ chập theo thôi, không có khó. Ví dụ như la thứ đi, bây giờ mình mở điệu slow rock mình chập thử các bạn ha. Chỉ chập theo đơn giản vậy thôi. Nhưng mà các bạn nhớ là không phải là cứ chập rầm rầm thôi nha. Chúng ta chập xanh cũng phải mềm mại chút xíu. Mình ví dụ nha. Rồi các bạn rất đơn giản thôi. Chỉ cần chập theo cái nhịp của điệu slow rock là sẽ được. Rồi bây giờ khi quen tay chúng ta gì đây? Chuyển hợp âm. Trong cái dòng nhạc ghi là la, son, fa, son. Chúng ta tập chuyển thử nha. Rồi vô trống. Quá dễ các bạn ha. Cái mẫu này quá đơn giản. Dùng cho cái đoạn A lúc mà nó êm dịu, mềm mại, nhẹ nhàng, thích tha đó các bạn. Rồi bây giờ ví dụ như ta qua đoạn A2 rồi sao? Lúc này chúng ta sẽ tập thêm một cái mẫu đệm nữa. Chúng ta sẽ rải, rải nhẹ nhàng tình cảm theo. Mình rải ví dụ như trong la thứ đi, gồm có la đô mi nè, đúng không? Chúng ta rải thêm nốt la nữa các bạn. Mình cứ rải lên rồi rải xuống, rải lên rồi rải xuống. Ví dụ nè, la đô mi lá nè. Đây là các bạn dễ nhìn ha. Mẫu này các bạn chắc cũng quá quen thuộc ha. Mình làm lại. Là, đô, mi, lá, mi, đô, là. Cứ rải lên rồi rải xuống đều như vậy các bạn. Bây giờ mình quen tay mình vô trống thử nha. Cũng rất đơn giản, không khó các bạn ha. Bây giờ khi quen tay rồi, chúng ta tập chuyển hợp âm, chuyển theo cái vòng hợp âm ở trong dòng nhạc tôi tèo ghi coi. La son fa son. Quá đơn giản các bạn ha. Như vậy là chúng ta đã có được hai mẫu đệm rồi đó. Dành cho đoạn A, lúc mà êm dịu, mềm mại, nhẹ nhàng, thiết tha.
Rồi bây giờ qua đoạn B thì sao? Cao trào sôi nổi nè. Cụ Tèo sẽ chia sẻ các bạn hai cái mẫu đệm thường gặp nhất. Lúc này chúng ta không còn rải nữa, chúng ta sẽ gì? Chập. Chập các bạn ha. Rồi cũng chọn tiếng mình tập thử rồi. Chúng ta tập theo cái điệu siro rock luôn, mẫu điệu siro rock nè. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. Làm chậm nè các bạn ha. Quỳnh La thứ này là do mi nè. Chậm nè thôi. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1. Các bạn chỉ cần chập đều như vậy là sẽ có được mẫu đệm này thôi. Rồi chúng ta làm thử nha, bây giờ qua đoạn điệp khúc cao trào nè, phiêu trống sôi nổi lên nè. Rồi mình chập thử nè. Ok. Lên lớn xíu coi. Quá đơn giản các bạn ha. Rồi bây giờ mình quen tay rồi mình chuyển hợp âm. La son fa son luôn. Vô. Xong như vậy chúng ta có được một mẫu đệm cho đoạn điệp khúc rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình qua cái ví dụ như bài đó có đoạn B2 thì sao? Có hai đoạn cao trào luôn, mình tập thêm một mẫu mà qua B2 nữa. Các bạn chúng ta áp dụng vào la thứ luôn, các bạn nhìn dòng nhạc nhé. Bạn nào biết nốt nhạc thì nhìn nốt nhạc, còn nào không biết thì cứ nhìn bàn tay và cô Tèo giải thích là hiểu liền. Lúc này chúng ta không còn chập đều như vậy nữa. Chúng ta sẽ chập như sau. Chậm lại các bạn ha. Chậm lại các bạn ha. Chậm thì chậm thôi nè. 1, 1, 2, 3, 4, 1. Rồi, làm lại cái đó chỗ đó ha. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ok, khi quen tay mình tăng tốc độ lên chút xíu. Rồi, khi quen tay mình vô trống thử các bạn ha. Ok, rồi khi quen tay nữa bắt đầu mình di chuyển hợp âm thôi. Giống hợp âm trong dòng nhạc là gì? La son fa son. Yo. Ok, như vậy chúng ta đã có được mẫu đệm cho đoạn A và đoạn B đó các bạn. Bây giờ gặp kiểu gì các bạn cũng không còn sợ nữa. Tại vì sao? Chúng ta đã có đầy đủ các mẫu đệm để đối phó nó rồi các bạn. Rồi bây giờ mình ví dụ vào một bài cụ thể luôn ha. Cụ Tèo sẽ đưa mẫu đệm này đệm vào bài. Vào bài này, bài gì cũng chưa đặt tên nữa. Cụ Tèo mới sáng tác xong, chưa đặt tên nữa. Đoạn A này, cụ Tèo sẽ chơi chập. Lúc chập cụ Tèo chơi đoạn tiếng piano nè. Chập nè. Rồi lúc rải, cụ Tèo sẽ chơi tiếng guitar rải. Ok, rồi qua cái đoạn điệp khúc cao trào, cụ Tèo sẽ chơi tiếng piano để chập. Ok các bạn ha. Các bạn bấm nguyên hợp âm thế nguyên vị như vậy cũng được. Hoặc là mình bấm thế đảo của nó cũng được các bạn. Ví dụ la thứ bấm là đô mi. Có người ta bấm đồ mi lá. Thế đảo một, người ta bấm mì la đố. Các bạn bấm thế nào cũng được, miễn sao mà âm vực của nó đừng quá cao hoặc quá thấp, nghe hay là được. Ok ha. Rồi trước khi vào hát cũng phải cho vài câu intro đúng không các bạn? Tự nhiên vô hát thì kỳ lắm. Xin em đừng nói lời yêu em nhé, vì tình yêu còn nhiều lắm trái ngang. Mình gặp nhau khi duyên phận lỡ làng, anh chẳng muốn tình ta thêm muộn phiền.
Dẫu biết rằng tình yêu kia thắm lửa cũng vui chốn lần nữa mà thôi. Em cũng qua tuổi mộng đẹp xuân tình, cũng đã hiểu lệ hoen mi nhiều rồi. Trên đường bước tránh sao vương bụi bặm, đường em đi đàn trai khắp hoa hồng. Chuyện tình yêu tựa như nắng mùa đông, luôn ấm êm nồng nàn như hơi thở. Anh vẫn hiểu nhưng lòng luôn lo sợ, một ngày kia tình lỡ sẽ đau nhiều. Thôi nhé em xin đừng nói nhiều, lời yêu thương làm em thêm bận lòng. Thôi nhé em xin đừng nói nhiều, lời yêu thương làm em thêm bận lòng. Ví dụ như vậy các bạn, cô Tèo vừa đề một bài hát và slow rock. Ở đoạn A cô Tèo chơi các mẫu đệm êm dịu, ở đoạn B cô Tèo chơi các mẫu đệm sôi nổi cao trào. Các bạn hãy tập luyện các mẫu đệm này và áp dụng vào cái bài đệm của mình thử các bạn nhé, sẽ rất thú vị đó các bạn. Còn nếu như trong lúc tập luyện các bạn có điều gì mà khó khăn thắc mắc, các bạn hãy để lại bình luận phía dưới video, cô Tèo sẽ chia sẻ đến các bạn. Nếu các bạn thấy kiến thức cô Tèo chia sẻ bổ ích hữu ích, nhấn cho cô Tèo một like nè, nhấn nút đăng ký kênh cô Tèo Piano. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.